Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Có bao giờ các bạn tưởng tượng xem là ở thời điểm 2019 này, một chiếc điện thoại mới 100% chính hãng mới ra mắt bán ra với mức giá 1,2 triệu đồng nó sẽ như thế nào không? Trong video này chúng ta hãy cùng nhau xem rằng một chiếc điện thoại với mức giá như vậy ở thời điểm 2019 nó sẽ có những gì nhá. Đây chính là Coolpad N3 Mini. Đấy, một chiếc điện thoại phải nói là minion nhỏ nhoi, cũng như là mức giá cực kỳ thấp 1.290.000 đồng cho phiên bản chính hãng mới 100%. Thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ nói về phần thiết kế. Chiếc điện thoại này sẽ khác với toàn bộ những chiếc điện thoại ra mắt năm nay. Chúng ta sẽ có một tính năng của những chiếc điện thoại ra mắt đầu năm, những kiểu năm 2013 ấy, đó chính là tính năng bóc được nắp lưng. Nắp lưng của sản phẩm này sẽ là nắp lưng nhựa nhé các bạn nhé. Phía bên trong này chúng ta sẽ có thể tháo được viên pin này ra, và viên pin của chiếc máy này đạt dung lượng là 2000 mAh, với dung lượng pin mà nó sẽ là khá ổn để chúng ta có thể dùng được một ngày. Sản phẩm này của chúng ta sẽ hỗ trợ là 2 SIM và 1 thẻ nhớ các bạn nhé. Và tối đa thẻ nhớ của chúng ta sẽ hỗ trợ đó chính là 64GB mà thôi. Nên là nếu như các bạn có điều kiện đi chăng nữa, lắp 256GB vào chưa chắc nó đã nhận. Đấy. Rồi tiếp tục vào phần thiết kế, thì với mức giá chỉ lên quanh 1,2 triệu đồng thì có lẽ người dùng chúng ta sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều. Khung viền cũng lẫn mặt lưng của máy sẽ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa, nhưng mà nó cũng được hoàn thiện khá là chắc chắn các bạn. Và cũng như là các góc nó được bo tròn, nên là khi mà cầm trong tay ấy, nó rất là thoải mái, cầm nắm rất là dễ dàng, nó cũng khá là nhẹ nữa các bạn ạ. Và ở phía phần cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn và tăng giảm âm lượng, và cái độ hoàn thiện của nó thì mình đánh giá không cao. Khi mà mình lắc qua lắc lại này đấy, cái phím tăng giảm âm lượng nó lắc quá trời là nhiều. Ở phía phần trên ấy, thì khác với những chiếc điện thoại gần đây thì chúng ta sẽ có cách bố trí cái jack cắm tai nghe cũng như là cái cổng sạc ở phía bên trên này. Và cổng sạc của sản phẩm này sẽ sử dụng là chuẩn sạc micro USB. Phía phần cạnh bên thì sẽ không có gì, phía phần dưới thì quá trời là lệch lạc. Đáng nhẽ ra thì Coolpad có thể là đẩy xuống hai cái jack này xuống dưới này thì nó phải cân đối không? Phía dưới chúng ta sẽ chỉ có loang ngoài và mic thoại thôi các bạn ạ. Rồi quay sang phần mặt trước thì có một điểm cộng của sản phẩm này, đó chính là nó đã được đi theo xu hướng 18:9. Đấy, 1,2 triệu đồng thôi mà chúng ta đã được đi theo cái xu hướng gọi là thời thượng luôn. Màn hình của sản phẩm này nó sẽ khá là dài, kích thước sẽ là 5 inch, độ phân giải sẽ là VGA, nó chưa được cả HD đâu các bạn nhé. Và tấm nền hiển thị sẽ là IPS. Và qua cái sản phẩm này thì các bạn sẽ hiểu ra một vấn đề, đó chính là không phải cứ IPS là đẹp, không phải cứ TFT là xấu. Đây nhé, IPS nhưng mà góc nhìn của nó cực kỳ kém luôn, khi mà chúng ta nghiêng qua nghiêng lại này hầu như là mất hết chi tiết. Đấy. Tiếp đến là cái khả năng hiển thị của sản phẩm này mình cũng đánh giá là nó ở cái mức mà rất thấp khi so sánh với tất cả những chiếc điện thoại mình đã trải nghiệm. Thực tế mà nói thì đây là sản phẩm có thể coi là có cái chất lượng thấp nhất từ đầu năm đến giờ mình có thể trải nghiệm được. Khi mà các cái icon hay là các cái chữ text ở đây ấy, mình hoàn toàn có thể nhìn được những cái vết răng cưa. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy rằng cái phần viền trên, viền dưới, viền trái, viền phải của sản phẩm này nó cũng còn tương đối dày. Nhưng mà bù lại với mức giá 1,2 triệu đồng thì chúng ta sẽ rất khó để có thể tìm được một sản phẩm có cái tỷ lệ 18:9 mà lại phần viền màn hình mỏng hơn sản phẩm này. Nên là thôi, chấp nhận đi 18:9 để có phần viền dày. Nhưng mà điều đáng tiếc đó chính là mặc dù phần viền dày như vậy nhưng mà chúng ta sẽ không có 3 phím điều hướng ở bên ngoài, mà thay vào đó thì hãng vẫn để 3 phím điều hướng cơ bản ở phía bên trong màn hình này, khiến cho cái không gian hiển thị của máy nó đã được lại đã nhỏ, nó lại nhỏ hơn nữa. Và phần trên này chúng ta sẽ có camera selfie với độ phân giải là 2 megapixel. Về phần cấu hình thì sao? Sản phẩm này có thể coi là mắc cùi nếu so sánh với bất cứ một sản phẩm nào mới ra mắt đầu năm nay. Chúng ta sẽ có con chip MeTech MT6580. Mình nhớ không nhầm thì cái con chip này nó ra mắt phải đến 3-4 năm rồi. Và lại kết hợp với bộ nhớ RAM chỉ là 1GB thôi ấy. 1GB thôi thì các bạn thử hỏi xem là chúng ta sẽ chơi được bao nhiêu tựa game, bao nhiêu ứng dụng. Mình nghĩ rằng các bạn sẽ không thể chơi game được trên sản phẩm này một cách mượt mà đâu. Trừ khi các bạn chơi những cái tựa game theo kiểu Temple Run hay là Subway Surfer nhẹ nhàng ấy. Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ về phần camera. Thì sản phẩm này chúng ta sẽ được trang bị tổng thể là 3 camera, mà mình khẳng định rằng không có một chiếc điện thoại nào khác chính hãng mới 100% lại được trang bị nhiều camera đến như vậy. Cụ thể thì chúng ta sẽ có 2 camera phía mặt sau và 1 camera phía mặt trước. Và khi mà chúng ta muốn chuyển sang chế độ chụp ảnh xóa phông ấy thì sẽ phải ấn vào cái phần vòng tròn nhỏ nhỏ này này. Đấy,
thì nó sẽ chuyển sang chế độ chụp ảnh là blur, ở đây ghi là blur nhé. Và khi đó ấy, thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn, khi đó thì chúng ta sẽ lựa chọn vùng để lấy nét, và nó sẽ lấy nét theo vòng tròn và vùng còn lại nó sẽ làm mờ đi, nên là bức ảnh mà cho ra ấy, nó sẽ có hiện tượng nhiều lúc là xóa luôn vào chủ thể. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau xem rằng một sản phẩm mới ra mắt năm 2019 mới 100% chính hãng 1,2 triệu đồng nó sẽ như thế nào. Thì đây, nói chung là tiền nào của đấy, 1,2 triệu đồng thì chúng ta có lẽ rằng sẽ khó mà tìm được một sản phẩm nào nó ok hơn. Đây đặc biệt lại là một chiếc máy kiểu cảm ứng smartphone. Vậy thì các bạn thấy sao về cái sản phẩm này? Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào Việt và hẹn lại. Tốt nhất là anh em đừng mua.